Ngày 15 tháng 5 năm 2016. Đây là cảnh nông thôn yên bình của Phú Xuyên quê tôi. Và tôi đỗ cái chiếc ô tô này đi nhanh được. Chiếc ô tô này không làm sao đi nhanh nổi. Hàng nghìn con vịt chạy qua chạy lại. Wow. Đấy, thế nào gọi là chạy như vịt. Chạy như vịt ở đây. Sông nước.